Xin chào cô chú anh chị, hôm nay Túi Gia Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên video mới. Video của Túi Gia Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Chuyển khoản trước thì em sẽ miễn phí ship. Hàng của em đa số đã qua sử dụng, độ mới khoảng 80-90%. Giá trên video là chưa bao gồm phí vận chuyển. Cô chú anh chị mua sản phẩm nào thì nhắn giùm em một cái mã, để vì mỗi một sản phẩm có một mã duy nhất thì nó sẽ chính xác hơn. Đầu tiên ngày hôm nay đó là một chiếc túi đeo chéo da thật 100%, kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 31 và cái bề dày là 7, để mình xách tay và mình đeo chéo rất là đẹp. Và có một cái ngăn ở đây, lót bên trong sạch đẹp ha, da thật 100%. Và một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong lót sạch đẹp. Và một ngăn ở đây sạch đẹp. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng, lót sạch đẹp hết. Và hai ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp, da thật 100%. Để mình xách tay và mình đeo chéo ha, màu nâu sô cô la. Lên giùm em một cái mã 5042, 490k. Và một chiếc cặp laptop thương hiệu Lifebuoy, và cái dây đeo chéo vải dù chắc chắn nhập hiệu thương hiệu Lifebuoy, kích thước bề ngang là 36, chiều cao là 24 và cái bề dày là 7. Giá thật để mình xách tay và mình đeo chéo đều được. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn, có một cái khóa kéo miệng ha. Và thương hiệu thì dập nổi ở trên cái miếng da thương hiệu Lifebuoy hình con thỏ ha. Và bên trong nó sẽ dập hiệu thương hiệu hết, lót sạch đẹp ha. Và lót dập hiệu thương hiệu, có một ngăn ở đây sạch đẹp và một cái khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp hết. Và một ngăn ở đây để mình laptop ha, mình gài lại chống sốc cho laptop rất là ok. Và bên trong còn có cái tác hiệu Lifebuoy, có mã code ha, sạch đẹp hết, da thật 100%, dày dặn và chắc chắn, xách tay và đeo chéo đều được. Lên giùm em một cái mã 5070, 590k. Và kế đến là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Nokan, da thật ha. Và để mình xách tay và đeo chéo đều được. Kích thước bề ngang là 28, chiều cao là 30 và cái bề dày là 7. Để mình xách tay và đeo chéo ha. Cái dây đeo chéo là chất liệu là vải dù chắc chắn ha, quen khóa còn mới. Và thương hiệu Nokan dập nổi trên cái miếng da đây. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng, lót bên trong sạch đẹp. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp hết. Và một ngăn ở đây sạch đẹp. Và một ngăn ở đây sạch đẹp. Thương hiệu Nokan, có một cái mã code ha, lót sạch đẹp hết, da thật 100%. Để mình xách tay và mình đeo chéo đều được. Lên giùm em một cái mã là 5046, 490k. Và cái đến là một chiếc cặp laptop, da thật 100% và có dây đeo chéo. Ở đây nó sẽ có một cái dây để khi mình đeo để cho nó đỡ đau ha. Kích thước bề ngang
bề ngang là 36, chiều cao là 26 và cái bề dày là 7. Để mình xách tay và mình đeo chéo. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn lót sạch đẹp ha. Và thương hiệu ha, Stepwork. Ở đây nó sẽ có thêm một cái ngăn nữa, có khóa có miệng ha. Lót sạch đẹp. Và một ngăn ở đây là bự nhất. Để mình xách tay và mình đựng laptop rất là ok. Lót sạch đẹp á, thương hiệu Stepwork. Và một cái khóa kéo miệng ở đây, lót sạch đẹp. Và ở đây nó sẽ có một cái nút để mình gài lại như thế này. Bên trong ha, chống sốc cho laptop. Lên giùm em một cái mã 5075 590k. Và kế đến là một chiếc túi đeo chéo. Da thật 100%, màu nâu, kích thước bề ngang là 24, chiều cao là 27 và cái bề dày là 8. Để mình đeo chéo rất là ok ha. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn, phía sau có một cái ngăn lót sạch đẹp ha, để mình đeo chéo. Và phía trước là một cái ngăn bự nhất. Ở đây nó sẽ hết 500 ở đây, hai cái hết 500 ở đây. Và cái da này là da thật 100%. Ở đây nó sẽ có một cái hết 500, lót sạch đẹp hết ha. Thương hiệu Bia và một khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp. Hai ngăn ở đây, sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã 4944 ha, 590k. Và kế đến là một chiếc túi laptop ha. Da thật 100%, độ mới 80%. Kích thước bề ngang 35, chiều cao 24 và cái bề dày 11. Xách tay và đeo chéo ha. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn lót sạch đẹp và một ngăn bự nhất ở đây, có khóa kéo miệng ha. Bên trong lót vải ha, một cái ở đây để mình gài lại đựng laptop. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và thương hiệu dập nổi trên cái miếng da ha, Westin Polo. Và ở đây nó sẽ có một cái nút để mình hết 500. Lót bên trong sạch đẹp ha, da thật 100%, Westin Polo. Xách tay và đeo chéo đều được. Và ngoài ra ở đây nó còn có một cái ngăn lót sạch đẹp hết ha. Lên giùm em một cái mã 5097 ha, 590k. Và cái đến là một cái sản phẩm, một chiếc túi đeo chéo ha, thương hiệu, kích thước bề ngang là 27, chiều cao 29 và cái bề dày là 7. Để mình xách tay và mình đeo chéo ha. Độ mới khoảng 80%. Có một cái khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong sạch đẹp và một ngăn ở đây. Lót sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng. Sạch đẹp hết ha. Thương hiệu dập nổi trên cái miếng da. Và một ngăn ở đây, một ngăn ở đây. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha. Lót sạch đẹp hết. Ở đây nó còn có một cái ngăn nữa. Sạch đẹp ha. Lên những cái mã 4280, 590 giảm còn 350.
và kế đến là một chiếc túi, một chiếc cặp ha, một chiếc cặp. Da thật 100%, kích thước bề ngang 37, chiều cao 28 và cái bề dày 12. Để mình xách tay và mình đeo chéo đều được ha. Và cái dây đeo chéo là da nguyên miếng ha, da thật 100%, nguyên một miếng da rất là dày. Phía sau còn có một cái ngăn lót sạch đẹp đặc hiệu thương hiệu. Và ở đây mình sẽ mở ra như thế này, ben khóa sáng bóng vì oxy hóa một chút xíu. Và một ngăn ở đây, bên trong lót sạch đẹp ha, một ngăn ở đây lót dập hiệu thương hiệu, một ngăn ở đây, ở đây đựng bút, đựng viết, đựng cặp visit. Và một ngăn ở đây có khóa kéo miệng ha. Ở đây mình chiếc cặp mình đi công tác rồi rất là ok luôn. Lót bên trong dập hiệu thương hiệu ha. Và có một cái khóa kéo miệng nhỏ đây để mình đi họp hành, đựng đồ rất là ok luôn. Lên giùm em một cái mã là 4349, 620k giảm còn 400. Một chiếc túi xách tay form form tròn, form trống, bề ngang 18, chiều cao 18, hình tròn ha. Và cái bề dày, bề dày là 8. Để mình xách tay như thế này rất là vintage luôn. Và có dây đeo chéo ha, mà mình xách tay hay đeo chéo được rồi. Đây, bên trong ha, lót sạch đẹp. Và dây đeo chéo ở đây để mình gắn vô đây mình đeo chéo ha. Và một ngăn ở đây, hai ngăn này thì vào thẳng bên trong hết. Ở đây đựng cạc visit, giấy tờ tùy thân. Và đây là dây đeo chéo của chiếc túi này ha, khá là đẹp. Để mình đeo chéo độ mới khoảng 80%. Lên giùm em một cái mã ha, 4459 nha, 409 giảm còn 400. Và một chiếc túi đeo chéo màu trắng sữa ha, form nửa vầng trăng, kích thước bề ngang, bề ngang là 20, chiều cao là 18 và cái bề dày là 5. Để mình đeo chéo rất là ok, da thật 100%, độ mới khoảng 80%. Ở đây nó sẽ có một cái nha lót bên trong ha, sạch đẹp. Và một ngăn ở đây nữa, sạch đẹp hết ha. Thương hiệu Yaran, dập nở trên cái miếng da. Ở đây có một cái ngăn phụ nữa, lót sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã là 4808 ha, 390k. Và một chiếc túi đeo chéo da trần trám, dây đeo chéo ha, kích thước bề ngang, bề ngang là 24, chiều cao 15 và cái bề dày là 7. Để mình đeo chéo rất là ok ha. Và đây là hình bông hoa hồng màu vàng ươm, da thật kết hợp với dây xích ha. Ở đây nó sẽ có một ngăn và một ngăn ở đây. Bên trong lót sạch đẹp hết ha, lót phun sơn. Lên giùm em một cái mã 4753, 450k. Và kế đến là một chiếc túi du lịch da thật 100%, màu đỏ rô, kích thước bề ngang, bề ngang là 52, chiều cao là 25 và cái bề dày là 23. Để mình xách tay khá là đẹp ha. Đây mình xách tay
và có một cái ngăn ở đây lót sạch đẹp hết, và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng. Bên trong lót sạch đẹp, da thật 100%, và ở đây sẽ có một cái ngăn ở đây. Sạch đẹp hết ha. Và hai ngăn ở đây. Bên trong sạch đẹp ha. Đây là da thật 100%. Để mình đựng đồ du lịch. Đựng từ 6 tới 8 bộ đồ. Rất là ok ha. Lên giùm em một cái mã là 4999 990k. Và kế đến là một chiếc túi ha, một chiếc túi xách tay da cá mập, da thật 100%, độ mới khoảng 85%, kích thước bề ngang là 32, chiều cao 18, và cái bề dày là 9. Để mình xách tay như thế này. Chất liệu là da cá mập ha, nó sẽ nhám ha mọi người. Da cá mập nó nhám, và đặc trưng của da cá mập là nó đen quyền và rất là đẹp. Ở đây khoen khóa còn sáng bóng ha, và có dây đeo chéo. Bên trong lót nhung ha, sạch đẹp, và cái thương hiệu đây Marina, và có một cái ngăn phụ ở đây. Sạch đẹp hết. Và cái dây đeo chéo ha. Dây đeo chéo mình sẽ máng dưới đây. Mình đeo chéo. Rất là ok ha. Sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã 4640, 1.600.000, giảm còn 1.100.000. Và kế đến là một chiếc túi đeo chéo. Chất liệu là da đen, độ mới 85%. Kích thước bề ngang là 24, chiều cao 17, và cái bề dày là 5. Da đen bóng rất là đẹp. Và sẽ có một cái ngăn ở đây. Lót bên trong ha, sạch đẹp. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng. Bên trong lót sạch đẹp hết ha. Lên giùm em một cái mã 4785, 420k. Và cái dây này là dây đôi, rất là ok. Và kế đến là một chiếc túi đeo chéo, da thật 100%, phía trước ha, dập những cái hình như thế này, và kích thước bề ngang 30, chiều cao 31, và cái bề dày là 9. Xách tay và đeo chéo đều được ha. Đây nữa sẽ có một cái ngăn, có một cái khóa kéo miệng. Bên trong lót sạch đẹp ha, thương hiệu dập nổi trên cái miếng da. Và một ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây, và một ngăn ở đây sạch đẹp, một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha. Bên trong là lót vải sạch đẹp, độ mới khoảng 80%. Lên giùm em một cái mã là 4342, 550k, giảm còn 400. Và một chiếc túi xách tay da rất là mềm mịn ha, của Pháp, màu hồng rất là dễ thương. Kích thước bề ngang là 29, chiều cao là 15, và cái bề dày là 4. Xách tay như thế này, và độ mới khoảng 80 đến 85%. Mình mở ra như thế này thì bên trong
lót sạch đẹp có cái thương hiệu ha, thương hiệu Tory Rovan của Pháp, rất là dễ thương. Lên giùm em một cái mã ha, 4719, 450k. Và kế đến là một cái sản phẩm, một chiếc túi đeo chéo ha, da thật 100%, để mình đeo chéo rất là ok. Kích thước bề ngang, bề ngang là 29, chiều cao là 20, và cái bề dày là 10, để mình đeo chéo ha. Thương hiệu Momoko, dập nổi trên cái miếng da. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa cái miệng đây, lót sạch đẹp ha, da thật rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Và ở đây nó sẽ có một cái nút hít 500, hít lại bên trong, lót sạch đẹp hết ha. Và một ngăn ở đây, có một cái khóa cái miệng đây, sạch đẹp, hít 500 ở đây, rất là chắc chắn ha. Và cái dây đeo chéo là da thật 100%. Lên giùm em một cái mã là 4778 ha, 390k. Và cái đến là một chiếc túi đeo chéo, kích thước bề ngang 23, chiều cao 25, và cái bề dày là 8, để mình đeo chéo. Cái dây đeo chéo là vải dù chắc chắn. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn lót sạch đẹp ha, hiệu con cá sấu phía trước dập thành ô, và bên trong lót sạch đẹp đây, và là thương hiệu dập nổi trên cái miếng da. Một ngăn ở đây sạch đẹp hết, và một ngăn ở đây sạch đẹp. Lên giùm em một cái mã 5055, 490k. Và cái đến là một chiếc ba lô da thật 100%, kích thước bề ngang là 24, chiều cao là 30, và cái bề dày là 14, xách tay và đeo ba lô rất là ok. Da thật phía sau nó sẽ có một ngăn lót sạch đẹp ha, và một ngăn ở đây để mình hết 500 lại như thế này, rồi mình mở ra như thế này, thì bên trong có một cái ngăn ở đây, lót bên trong ha, sạch đẹp. Và một ngăn ở đây có một cái nút rút miệng để mình rút ra, và bên trong lót vải sạch đẹp hết ha. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn khá phá cái miệng. Lên giùm em một cái mã 4923, 590k. Và kế đến là một cái ba lô da thật 100%, kích thước bề ngang là 27, chiều cao là 26, và cái bề dày là 12. Xách tay và đeo ba lô, phía sau nó sẽ có một cái khóa cái miệng ở đây, lót sạch đẹp, và thương hiệu dập nổi trên cái khoen khóa ha. Và ở đây thì mình mở ra như thế này, ở đây nó sẽ hết 500, ba lô dạng bút kết rút miệng, độ mới khoảng 85-90%, bút kết rút miệng như thế này. Mở ra thì bên trong là lót vải ha, sạch đẹp hết, có một cái khóa cái miệng ở đây, sạch đẹp. Ở đây cái thương hiệu ha, dập nổi trên cái miếng da, còn cái mã code luôn,
để hít 500, rất là ok. Lên giùm em một cái mã. $48.81, 590k. Và cái dây Valo là kết hợp giữa da và vải dù ha, chắc chắn. Kế đến là một chiếc túi đeo chéo, màu xanh, thương hiệu, dập nổi trên cái miếng da, kích thước bề ngang. Bề ngang là 25, chiều cao là 30. Và cái bề dày là 9 để đeo chéo. Và ở đây, cái chất liệu dây đeo chéo là vải bố chắc chắn. Phía trước là vải ha, vải kết hợp với da. Ở đây là da, và ở phía dưới là da. Ở đây là vải ha. Đây nó hết 500, rất là chắc chắn. Thương hiệu dập nổi trên cái miếng da này. Và một ngăn ở đây, lót sạch đẹp hết. Và một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng đây. Và bên trong, bên trong lót sạch đẹp. Và một ngăn ở đây sạch đẹp, có một cái nút để mình gài lại như thế này. Và ở đây, thương hiệu sạch đẹp, hai ngăn đây và hai ngăn đây, có một cái khóa kéo miệng đây sạch đẹp. Lên giùm em một cái mã 4939, 490k. Và kế đến là một chiếc túi ha, xách tay du lịch, nam nữ đều xài được các dập phân 6, kích thước bề ngang 35, chiều cao 33, và cái bề dày là 15. Xách tay như thế này khá là đẹp. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng này, lót sạch đẹp ha, và một cái khóa để mình mở ra như thế này. Thì bên trong, bên trong lót sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp. Lên giùm em một cái mã ha, 4752, 750k. Và kế đến là một chiếc cặp laptop ha, thương hiệu Playboy, da thật 100%, kích thước bề ngang, bề ngang là 37, chiều cao là 24, và cái bề dày là 10. Xách tay và đeo chéo. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp, và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng đây. Bên trong lót sạch đẹp và thương hiệu Playboy, dập nổi trên cái miếng da đây, hai ngăn ở đây và một cái khóa kéo miệng ở đây, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã 4065, 630 giảm còn 400. Và một chiếc cặp kích thước bề ngang 39, chiều cao 28, và cái bề dày là 12. Để mình xách tay như thế này khá là ok. Và một ngăn ở đây sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây có một cái nút để mình mở ra. Bên trong một ngăn đây và một ngăn đây, một ngăn đây, một ngăn đây, có một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp hết. Và ở đây nó một cái vết sờn nhẹ ha, cái vết sờn nhẹ, cặp da thật. Lên giùm em một cái mã 4949, 590k. Và kế đến là một chiếc ba lô kích thước bề ngang 22, chiều cao 28, và cái bề dày
là 13. Xách tay và đeo ba lô rất là ok. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn có khóa kéo miệng ha. Lót sạch đẹp và một ngăn ở đây. Lót sạch đẹp và một ngăn đây sạch đẹp. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn để mình mở ra như thế này. Bên trong lót vải sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Ra nhìn một cái mã là 4916 590k. Và kế đến là một chiếc ba lô. Chất liệu là da canvas của hãng. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 27, chiều cao là 30 và cái bề dày là 14. Xách tay và đeo ba lô rất là ok. Chất liệu là da canvas có hãng ha, một ngang đến đây. Lót sạch đẹp. Và cái thương hiệu Lonus. Và một ngang đến đây. Lót sạch đẹp. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn có hết 500 và hai cái để mình gài lại với nhau. Bên trong một ngăn ở đây thương hiệu Onet dập nổi trên cái miếng vải ha. Lên giùm em một cái mã 4810 590k. Và kế đến là một cái sản phẩm, một cái túi xách tay. Da thật ha. Ở bên đây phối hai cái viền màu xanh, màu vàng rất là đẹp. Kích thước bề ngang là 24, chiều cao 15 và cái bề dày là 11. Xách tay như thế này. Và độ mới khoảng 80%. Mình mở ra như thế này thì bên trong một ngăn ở đây, xách tay vintage ha, một ngăn ở đây. Và thương hiệu dập nổi trên cái miếng đồng. Rất là ok. Lên giùm em một cái mã ha. 4603 790k. Và kế đến là một chiếc túi. Đeo chéo hình hoa hồng. Kích thước bề ngang 20, chiều cao 15 và cái bề dày là 4. Giá thật 100% ha, để mình để vừa điện thoại và ví tiền rất là vô tư. Phía trước phối một cái hình bông hoa hồng. Mình mới mở ra như thế này thì bên trong lót sạch đẹp ha. Có một cái khóa kéo miệng ở đây. Hết 500. Lên như cái mã là 4742 420k. Và kế đến là một chiếc túi đeo chéo. Đeo vai ha, xách tay và đeo vai. Có thương hiệu. Giá thật 100%. Kích thước bề ngang là 24, chiều cao là 23 và cái bề dày là 12. Màu đỏ đô ha. Và thương hiệu dập nổi trên cái miếng da Sona Pika. Và một ngăn ở đây. Bên trong nó hết 500 ở đây. Lót bên trong là lót lót da sạch đẹp. Có một ngăn ở đây sạch đẹp. Và một ngăn ở đây. Một ngăn ở đây để mình để những đồ vật ha. Mình chia ngăn ra. Lên giùm em một cái mã 4715 520k. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video ngày hôm nay. Video của em lên vào lúc 19 giờ hàng ngày và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Tạm biệt cô chú anh chị.